Chào anh em, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Mình là Andy đây. Trong video này sẽ là một cái content tiếp nối với video lần trước mà mình mới đăng tải cách đây vài ngày. Mình đã cho các bạn xem những món đồ local brands mà mình mua ở trong thời điểm hiện tại. Bạn nào chưa xem thì có thể xem ở đây. Và trong video này mình sẽ sử dụng những món đồ ở trong video đó để cho các bạn một số ý tưởng phối đồ, lên đồ làm sao cho đẹp và giúp các bạn có thể tự tin hơn trong việc ăn mặc vào dịp Tết này. Ở video này mình sẽ chia ra thành hai phần. Phần đầu tiên đó là những ý tưởng outfit cho thời tiết của Hà Nội, là cái thời tiết se lạnh và có phần hơi bị buốt vào dịp Tết này. Và thứ hai đó là thời tiết Sài Gòn hay là những nơi có thời tiết nóng hơn một chút và không có điều kiện để mặc quá nhiều layer, quá nhiều những món đồ dày dặn khác nhau. Và đồng thời để phù hợp với nhiều phong cách ăn mặc khác nhau, mình sẽ giới thiệu cho các bạn nhiều ý tưởng lên đồ khác nhau, bắt đầu từ những món đồ rất là cơ bản mà có thể mặc được trong nhiều trường hợp, tới những bộ đồ gọi là cá tính hơn, nổi loạn hơn mà bạn không phải là có thể mặc đi trong bất cứ trường hợp nào, mà tùy theo sở thích mỗi người có thể bạn có thể theo phong cách đó hoặc không. Nói đơn giản, thứ tự sẽ đi từ những phong cách bình thường gọi là ai cũng mặc được tới những phong cách gọi là kén người mặc hơn, có phần cá tính hơn. Ok, và bây giờ để cho các bạn dễ hiểu hơn thì mình sẽ chia cái màn hình ra, vừa nói vừa phân tích về cách phối đồ của mình để cho các bạn có một cái nhìn tổng quan hơn. Và đầu tiên ở đây, bộ đồ đầu tiên mình sẽ giới thiệu với các bạn gọi là một cái ý tưởng lên đồ rất là cơ bản mà mình nghĩ ai biết tới streetwear cũng đã biết tới rồi. Thì ở đây mình đang mặc một chiếc áo sweater của Grand Studio màu xanh bộ đội, phối với một chiếc quần của High Most Urban cùng màu, thêm một lớp thanh top layer ở bên trong để tạo điểm nhấn. Và đồng thời mình có phối thêm phụ kiện như là vòng cổ cùng với bucket hat và túi đeo chéo để gọi là tạo điểm nhấn cho phần thân trên, làm cho nó không quá là nhàm chán mà một màu. Cái kiểu phối đồ này thì mình nghĩ là rất là phổ biến rồi, ai cũng biết tới rồi, nên mình sẽ nói nhanh qua thôi và chúng ta tới bộ đồ tiếp theo. Thì trong bộ outfit tiếp theo nó sẽ thiên về hướng gọi là hơi lịch sự hơn một chút nhưng vẫn mang âm hưởng của streetwear nhiều hơn. Đó là ở đây mình đang phối ở bên trong là một chiếc áo sen gióng của thương hiệu Soul of Nations, một chiếc áo t-shirt rất bình thường màu đen, đi cùng một chiếc quần crop pants, chunky sneaker và tất cùng màu. Và mặc ra bên ngoài mình có một chiếc áo crop blazer của Blanc Studio mà mình đã giới thiệu video trước đó. Khi mà mình lên ý tưởng cho cái bộ đồ này thì mình tưởng tượng đến ông John Wick ấy, chẳng hiểu tại sao. Và để cho bộ đồ có thêm một chút gọi là bí ẩn thì bạn có thể phối thêm với bucket hat, nhìn rất là hợp với cái phong cách này, hoặc là không cần bucket hat cũng được. Ở đây là mình kiểu lười làm tóc nên là mình đội bucket hat cho dễ mà. Và tiếp theo thì ở đây cũng là một phong cách gọi là classic streetwear đi. Vẫn cái nền tảng là áo t-shirt phối với crop pants. Ở đây mình thay đổi màu sắc của chiếc áo thành màu trắng, phối bên ngoài là một chiếc blazer của Project 1990. Nhưng được cái set đồ này nó không nhìn gọi là quá là lịch sự như kiểu đi ăn cưới hay là đi tới những chỗ quá là nghiêm trọng ấy, bởi vì có nhiều chi tiết nhấn nhá như là cái phần thác áo lòi ra ở phần ngực của chiếc áo blazer, hay là họa tiết bên trong của chiếc áo t-shirt mình mặc cùng với cách mình phối với chunky sneaker, nhìn nó sẽ mang hướng casual và thiên về streetwear nhiều hơn. Bộ outfit thứ tư thì vẫn là chiếc blazer đấy, mình có thể phối theo một cách khác, đó là mặc một chiếc áo hoodie bên trong. Ở đây mình chọn là một chiếc áo đỏ rực rỡ luôn, phối màu cùng với quần màu đen và thêm điểm nhấn là một đôi tất màu đỏ và vẫn là chiếc chunky sneaker đó. Kèm theo đó mình có thể phối thêm phụ kiện như là mũ beanie hay là mắt kính cùng màu phù hợp với gam màu mình đang mặc. Điều này nó sẽ tạo nên một tổng thể hài hòa, người ta gọi là tông xoẹt tông ấy. Đối với mình gần đây mình cực kỳ thích những chiếc áo blazer kiểu này bởi vì nó rất là đa năng và có thể phối nhiều phong cách khác nhau. Ví dụ như ở bộ đồ tiếp theo mình đang có ở đây vẫn là chiếc blazer đấy, nhưng mình phối theo một phong cách có phần gọi là, mình cũng chẳng biết gọi là gì nữa, nhưng mà các bạn nhìn vào màn hình này, vẫn chiếc áo blazer đó, vẫn đôi giày đó, mình phối với t-shirt màu nude cùng với chiếc quần crop màu xám như này, và tất nhiên luôn luôn bỏ áo trong quần để cho cái đôi chân của mình nhìn dài hơn. Và đi kèm với đó là chiếc vòng cổ mình đã dùng trước đó. Và lần này mình sẽ thắt nút của chiếc áo blazer vào và khoác ra bên ngoài là một chiếc áo jungle vest cũng của Project 1990 luôn. Và để cho phù hợp về mặt màu sắc của cả set đồ này thì mình sẽ phối thêm với chiếc bucket hat màu kem cùng màu của MLB. Thì nhìn tổng thể bộ outfit này nó sẽ khác hoàn toàn với cái vẻ lịch sự ở những bộ outfit trước luôn. Nó sẽ mang hướng streetwear hơn, nó sẽ mang hướng gọi là phá cách hơn một chút. Và nếu mình muốn gọi là nhìn nó cá tính hẳn ấy thì mình sẽ thay cái chiếc quần crop pants bằng một chiếc quần như này của Blanc Studio. Thì tất nhiên bạn có thể mặc như này để nó xòe xòa như này, nó cũng là một cái gọi là một cái look rất là hay, nhưng mà với mình thì mình thường sẽ làm như này, mình sẽ sắn
pin roll, giống như bạn sắn pin roll với quần jeans thôi, rất là bình thường. Khi mà mình sắn lên như này thì chiếc quần nhìn nó sẽ mang lại một cái hướng hip hop nhiều hơn, và khi nhìn tổng thể cả bộ outfit nhìn nó sẽ rất là cá tính. Như mình đã nói ở một vài video trước đó thì đôi tất là một phụ kiện nhỏ nhưng mà cực kỳ hữu hiệu để các bạn có thể tạo điểm nhấn cho bộ đồ của mình. Như các bạn thấy ở đây vẫn là chiếc quần trước đó mình sử dụng, nhưng mình thay đôi tất đi thành một cái đôi tất có phần hoa hòe pha lẫn giữa màu xanh và màu hồng nhiều hơn. Rồi sau đó mình thay đổi những item ở phần upper, thì ở đây mình đang phối với một chiếc áo sweater của Project 1990 màu nude, thêm vào đó khoác bên ngoài là một chiếc áo denim jacket của 21st Urban, và vẫn là chiếc vòng cổ quen thuộc để tạo điểm nhấn cho phần áo. Mình có thể đội thêm beanie hoặc kính để cho phù hợp với phần màu sắc của phần thân dưới. Nhưng các bạn nhìn chung tổng thể cả bộ đồ của mình nhìn nó vẫn rất phù hợp về mặt màu sắc, khi mà mình phối tất phù hợp với màu của chiếc áo jacket và sau đó là beanie phù hợp với màu của chiếc quần. Ở đây mình muốn chỉ cho các bạn một cái trò mà mình rất hay làm với những chiếc áo jacket, đó là đối với những chiếc áo jacket mà ở phần bên trong họ không đính kèm với phần thác kiểu lòi lòi ra ở phần bên hông này này, thì các bạn có thể làm trò này. Các bạn có thể lộn ngược mặt trong của chiếc áo ra và mặc giống như là một chiếc áo hai mặt vậy. Thế nhưng có một cái điểm yếu của cái trò này mà các bạn cần phải khắc phục với những chiếc hoodie hoặc là những cách khác. Đây, như các bạn nhìn thẳng vào màn hình này, mình mặc lên người một chiếc áo hoodie màu đen của Grand Studio và sau đó là khoác lên người chiếc áo jacket đã được lộn mặt trong của chiếc áo ra. Các bạn để ý ở phần gáy phía sau này này, nó sẽ bị lòi ra phần thác. Đấy là lý do tại sao mình cần phải phối cùng với một chiếc áo hoodie, bởi vì cái phần hood nó sẽ che đi cái phần thác khi mà bạn hạ chiếc áo xuống. Và để cho nó phù hợp về mặt màu sắc hơn thì mình sẽ đổi chiếc áo layer bên trong bằng một chiếc áo layer màu đen phù hợp với chiếc áo hoodie, và kèm theo đó là vẫn chiếc quần của Blanc Studio, mình đi với một đôi Converse để nhìn tổng thể về mặt màu sắc nó sẽ phù hợp cả phần thân trên lẫn phần thân dưới. Rồi sau đó mình lại đội thêm nón beanie và đeo kính để tạo thêm điểm nhấn cho bộ đồ. Lúc đang thử thì mình thấy chiếc nón màu xám nhìn phù hợp hơn nên là mình đổi thành nón màu xám. Một cách phối khác đó là mình có thể mặc nguyên bộ denim của 21st Urban nhưng tạo thêm nhiều mảng màu khác bằng việc sử dụng chiếc áo t-shirt màu nude ở bên trong khoác ra bên ngoài là chiếc áo jungle vest, và sau đó đổi đôi giày thành một đôi giày màu trắng của Ananas, và vẫn là đôi tất đấy, mình đi giày đạp gót bởi vì mình thích thế. Và tất nhiên phối cùng với bucket hat phù hợp với cái tông màu mà mình đang hướng tới. Và các bạn để ý mình cũng có phối thêm với một chiếc belt, một chiếc denim belt ở phần thắt lưng để tạo điểm nhấn cho phần thân dưới, chứ không kiểu nhiều khi bạn chú ý tới phần thân trên quá quên đi phần thân dưới cũng là một vấn đề đấy. Và tiếp theo là bộ outfit thứ 9. Ở đây thì sẽ là những bộ outfit có phần gọi là cá tính và nổi loạn hơn. Bạn nên cân nhắc về cách phối này bởi vì nó thiên về hướng cá nhân của mình hơn. Vẫn là chiếc áo của Grand Studio, một chiếc áo hoodie của Grand Studio mình phối với chiếc jungle vest ở bên ngoài và mặc cùng một chiếc quần cargo pants cùng màu cũng của Project 1990 luôn, phối kèm với chunky sneaker và thêm vào đó là beanie bằng kính. Thì cái set đồ này nó sẽ mang hơi hướng có phần hơi take wear một chút, cũng không hẳn là take wear, nó vẫn mang hướng đường phố nhiều hơn, nhưng mà không phải là trong trường hợp nào bạn cũng mặc như này. Thường mình sẽ mặc và lên đồ như này vào những dịp gọi là kiểu đi chụp hình hay là những gì rất là nghiêm trọng, phải show ra cái phong cách riêng của mình. Hoặc một cách phối khác là mình cũng cực kỳ thích phối những cái tông màu gọi là rực cháy như kiểu màu đỏ ở đây. Ở đây mình đang mặc nguyên một set đồ của thương hiệu Yondon gồm áo và quần màu đỏ, mình phối thêm cùng với dây chuyền của Grand Studio và sợi dây xích của AAH Midnight Club mà mình đã giới thiệu trước đó. Đi kèm với đó là một chiếc beanie màu đen. Các bạn để ý, hai màu là màu đen và đỏ luôn luôn cực kỳ hợp để đi cùng với nhau. Vậy nên ở đây mình có phối thêm một chiếc khăn quàng cổ của Polythene cũng phối màu đen đỏ luôn. Nó làm cho tổng thể cả bộ outfit nhìn rất là hip hop và cực kỳ hài hòa về mặt màu sắc. Tuy nhiên, có một đặc điểm của set đồ này đó là khi mà bạn mặc ra bên ngoài nhìn nó sẽ hơi bị chói. Được một cái là các bạn sẽ thu hút rất là nhiều ánh nhìn, nhưng cũng có rất là nhiều ánh nhìn đánh giá tại vì kiểu con trai con đứa mặc đồ lòe loẹt, nhưng mà kiểu mình thích thế thì mình thích thì mặc thôi, lo gì đâu. À, một tip nữa đó là khi mà bạn mặc những chiếc quần rộng như này, bạn nên kéo chiếc quần lên qua phần mắt cá chân. Mình đã nói cái này rất là nhiều lần trong rất nhiều video rồi. Nó sẽ làm cho đôi chân của bạn nhìn dài hơn, thon gọn hơn mặc dù bạn mặc một chiếc quần rộng. Và set đồ cuối cùng trong phần 1 video này vẫn là chiếc quần đỏ đó. Mình thay phần upper body bằng một chiếc áo t-shirt màu đen với họa tiết của Homeless và mặc bên ngoài là một chiếc áo lông to sụn cũng màu đen velvet luôn, và vẫn phối cùng với những chiếc vòng cổ, những chiếc dây xích đó. Đây là một trong những bộ outfit mình cực kỳ ưng và gọi là mình chỉ có cơ hội mặc
một số lần trong năm ấy, tại vì nó rất là nóng nếu mà bạn mặc vào thời tiết không phù hợp. Chỉ như này thôi thì vẫn rất là cá tính rồi, nhưng mình thường mình sẽ phối thêm với bucket hat màu đen để nó phù hợp với tông đen đỏ mình đang mặc, và đồng thời nó tăng thêm cái vẻ gọi là bí ẩn cho cái phần khuôn mặt đấy. Nhìn nó kiểu rất là hip hop và hơi bị ảnh hưởng bởi mấy anh rapper đúng không? Mình rất là thích cái phong cách này. Và ok, giờ chúng ta sẽ tới với phần thứ hai của video này, đó là những ý tưởng outfit cho các bạn ở Sài Gòn hay là những nơi có thời tiết gọi là nóng hơn so với Hà Nội một chút. Thú thật mà nói, lần này về Việt Nam mình không mua nhiều đồ cho mùa hè, tại vì bây giờ đang mùa đông ở Hà Nội mà. Nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức có thể để gọi là cho các bạn một số ý tưởng phối những món đồ làm sao để vừa ăn mặc có thể thoáng mát nhất mà vẫn thể hiện được chất riêng của bản thân mình. Đầu tiên thì chúng ta sẽ trở lại với set đồ đỏ rực mà mình vừa giới thiệu trước đó. Thì vẫn là set đồ đó, nhưng lần này mình sẽ mặc nó theo một phong cách thoáng mát hơn. Thì mình vẫn giữ nguyên set đồ đỏ và đi một đôi giày trắng đạp gót và không đi tất, để gọi là có phần thoáng mát hơn cho đôi chân. Kèm theo đó mình bỏ áo trong quần để cho đôi chân nhìn dài hơn khi mà mặc chiếc quần rộng. Và tiếp theo vẫn là phối cùng với bucket hat màu kem và một chiếc túi đeo chéo cùng màu và một sợi dây chuyền để tạo điểm nhấn cho phần thân trên. Cái này mình nghĩ cơ bản ai cũng biết rồi, đó là bạn nên mặc màu sắc càng sáng càng tốt vào mùa hè hay là những thời tiết nóng nực, tại vì nó sẽ làm cho bạn cảm giác mát hơn. Và tất nhiên khi mà nói tới thời tiết nóng lực, chúng ta sẽ nghĩ ngay tới những chiếc áo t-shirt hoặc là những chiếc quần đùi. Ở đây thì mình đang phối layer một chiếc áo t-shirt cùng với một chiếc quần màu kem cùng màu, thêm vào đó là chiếc thanh thốt màu trắng layer ở bên trong. Tạo thêm điểm nhấn thì mình có khoác ra bên ngoài chiếc áo jungle vest và đội thêm chiếc nón bucket hat của MLB. Các bạn để ý mình rất là thích đi giày đạp gót, tại vì cái bắp chân của mình có phần hơi bị to và khi mà mình đi giày đạp gót nó sẽ làm cái đôi chân của mình nhìn có vẻ dài hơn một chút và có phần làm cái bắp chân trông thon gọn đi. Mà đặc biệt vào mùa hè kiểu lười đi tất, đi thế cho nó mát cho nó thoải mái. Giờ xem lại mới thấy đáng lẽ mình không nên mặc chiếc áo thanh thốt bên trong nhìn nó kiểu ngu kiểu gì. Hoặc nếu thời tiết không quá nóng mình có thể mặc cùng với một chiếc track pants như thế này và phối cùng với nón len để nhìn nó có phần phá cách hơn và bụi bặm hơn, nhìn nó hơi kiểu phong cách ăn mày một tí ha. Đây là một cách phối đồ rất là cơ bản và gọi là chỉ tạo một vài điểm nhấn khác biệt bên ngoài bằng chiếc áo jungle vest mà mình nghĩ các bạn có thể tham khảo qua. Bởi vì thú thực mà nói, con trai mình mùa hè không nhiều đồ mặc ấy và cũng không nhiều ý tưởng để lên đồ nữa. Và đây cũng giống như ý tưởng đấy, nhưng mình phối cái tông màu đen và phối với túi đeo chéo để gọi là đa dạng về màu sắc hơn. Các bạn có thể tạo thêm điểm nhấn cho chiếc quần short của mình bằng việc như là sử dụng cái phần thắt lưng dây vải giống như mình đang có ở đây. Ngoài ra nếu các bạn muốn ăn mặc theo phong cách lịch sự và classic hơn một chút thì các bạn có thể phối t-shirt với crop pants hoặc là quần kaki đi cùng với giày sneaker như mình đã cho các bạn xem ở phần đầu video, hoặc thêm vào bên ngoài là những chiếc shirt tay ngắn giúp cho cơ thể của bạn không bị quá là bí bách khi mặc nhiều layer. Ok, và đấy là toàn bộ cho cái phần 2 video này. Mình nghĩ mình sẽ làm hẳn một video riêng về cách phối đồ trong những thời tiết nóng hay là những thời tiết mùa hè. Vừa rồi mình vừa mới chia sẻ cho các bạn những ý tưởng phối đồ cho dịp Tết lần này của mình. Hy vọng là các bạn thấy nó bổ ích. Mà thú thực mà nói thì những cái phong cách này là nó thiên về cá nhân của mình hơn. Mình kiểu mình phối đồ rất là dở hơi, rất là ngẫu hứng ấy. Nhưng mà hy vọng các bạn thấy nó có ích, và nếu thấy hay thì hãy share cho mình. Và nếu các bạn muốn mình làm video về một chủ đề nào đó thì hãy comment ở phía dưới, mình sẽ xem xét và có thể ra video trong thời gian sắp tới. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.